xác minh thông tin cán bộ công an lái ô tô kéo lê xe máy bỏ chạy. Ô tô gây tai nạn lao vút trên đường, kéo lê xe máy dưới gầm. Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương lên tiếng về thông tin cho rằng người điều khiển ô tô là cán bộ công an. Chiều 23 tháng 9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh chiếc xe máy nằm trước đầu ô tô 5 chỗ. Tài xế không dừng lại mà kéo lê chiếc xe máy với tốc độ cao trên một đoạn đường khá dài. Clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến tiêu cực, đa số lên án tài xế quá coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người chạy xe máy. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng có khi tài xế không biết hoặc xe đang chạy tốc độ cao nên chưa dừng kịp. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng người điều khiển ô tô là một cán bộ công an ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Dầu Tiếng khẳng định tài xế lái xe ô tô là một người dân, không phải cán bộ công an như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi đã phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương để xử lý tài khoản đăng tin thất thiệt này. Lãnh đạo này thông tin thêm. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày tại xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng. Tài xế là một phụ nữ đã kéo lê xe máy đến trước cổng nhà mình trên một đoạn đường dài khoảng 2 km rồi mới dừng lại. Được biết, người này đang trên đường chờ con đi học về, không có nồng độ cồn. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị thương nhẹ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.